Chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-30 nhé, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4 rồi, chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường, 1/3 chặng đường của tháng 4. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì được tăng cường thêm mỗi phiên bản đâu đó 5 triệu. Thì cái dòng xe Mazda CX-30 này là dòng xe nhập khẩu, lại được tăng cường cái ưu đãi, tăng cường khuyến mại, thì cũng là một cái sự lựa chọn cho rất nhiều anh em đang cân đối và lựa chọn những cái phiên bản Mazda CX-30 này. Thì Mazda CX-30 này sẽ có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.0 Luxury và phiên bản 2.0 Premium. Ở trong cùng phân khúc thì Mazda CX-30 này đang cạnh tranh với chiếc xe Toyota Corolla Cross, đúng không ạ? Hay là với một số cái dòng xe khác nữa. Nhưng mà thực sự ở thời điểm này nó đang tăng cường khuyến mại như vậy thì em sẽ đi vào chia sẻ để cho anh em có thể là nắm được cái chính sách giá bán để anh em có thể quyết đoán chốt cọc ở thời điểm này anh em nhé. Và em xin chia sẻ một chút là hiện tại bên em đang thu mua những cái dòng xe cũ, xe lướt với một cái mức giá cao để cho anh em có thể là dễ dàng là đổi xe và mua lại những cái dòng xe mới của bên em anh em nhé. Đó, hiện tại thì với những cái chính sách giá bán được tăng cường này thì em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em luôn. Đầu tiên là em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản 2.0 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 679 triệu. Hiện tại thì bên em đang hỗ trợ giảm tiền mặt và tặng anh em dàn phim cách nhiệt, thảm sàn da và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 782 triệu, trả góp thì đang là 221 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 770 triệu, trả góp thì đang là 202 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 762 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Đối với anh em mua qua trả góp nhé, thì em đang tạm tính cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 85 và tối thiểu là 35. Hiện tại mà anh em muốn có thể là vay thêm, có nghĩa là đầu tư với cái mức thấp hơn thì hoàn toàn có thể được. Vì là hiện tại thì với cái phiên bản 2.0 Luxury này thì anh em cũng chỉ cần chuẩn bị cho em đâu đó vào khoảng 150 triệu thôi là anh em có thể là mang được cái chiếc xe này về rồi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 739 triệu. Sau khi áp dụng những cái chính sách giá bán được tăng cường cũng như là tặng thêm anh em những cái gói phụ kiện vô cùng đặc biệt, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 849 triệu, trả góp thì đang là 238 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 836 triệu, trả góp thì đang là 220 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 828 triệu, trả góp thì đang là 202 triệu. Với cái bản 2.0 Premium này thì bên em đang có xe màu đỏ để giao luôn cho anh em. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải kỳ chờ vào khoảng gần cuối tháng 4 thì xe sẽ về để giao cho anh em ở thời điểm này anh em nhé. Đó, và cái chính sách giá bán này đang được tăng cường ưu đãi rất là tốt, nên anh em cũng nên cân nhắc là quyết đoán để đặt cọc sớm để có cái chính sách được hưởng nó sẽ ok nhất cho anh em nhé. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ và cập nhật cái giá mới của cái dòng xe Mazda CX-30, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé, để em gửi bằng tính nhân bánh chi tiết thì anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.
We'll be right back.